Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại vị trí trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Thì như trước mặt anh chị khách hàng thấy, đây là dự án Westgate của chủ đầu tư An Gia. Thì dự án của chúng ta là tọa lạc ngay năm mặt tiền đường ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh và là cổng chính của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Như sau lưng của Giang, anh chị cũng thấy hàng thấy đây là cái trục đường nối kết nối tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì trong tháng 7 này, chủ đầu tư An Gia sẽ chính thức mở bán những căn shop house, terrace và những căn garden villa để anh chị khách hàng có thể sở hữu. Thì diện tích của những căn shop house của chúng ta là diện tích sẽ từ 55 đến 60 mét vuông, tính trên diện tích sàn anh chị khách hàng nhé. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay, hãy vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Và sau đây là những hình ảnh mà Giang dùng Flycam để quay lại về dự án Westgate để anh chị khách hàng cùng xem qua tiến độ thực tế của dự án. Thì như anh chị khách thấy á, là dự án tiến độ của chúng ta đây là hiện tại thì tháp A, tháp B đang xây dựng rất là gầm gộ. Dường như phần móng của tháp A và tháp B đang hoàn thiện và sắp xong rồi anh chị khách hàng nhé. Từ khi mà có giấy phép xây dựng của dự án thì bên tổng thầu xây dựng Ricom họ liên tục xây dựng và ngày đêm luôn, và tốc độ rất là nhanh. Trong những ngày dịch Covid này thì bên Ricom họ vẫn xây dựng rất là gầm gộ. Thì sau video này Giang sẽ làm thêm một video về những cái tiện ích xung quanh, giống như là khu y tế kỹ thuật cao của Tân Kiên nè, rồi làng đại học khu Nam Sài Gòn nữa. Thì những video đó sẽ Giang sẽ dùng Flycam để quay trực tiếp cận cảnh những khu kỹ thuật cao, khu y tế kỹ thuật cao đó và khu làng đại học và những trường đại học như Đại học Kinh tế, Đại học Văn Hiến đã và đang đưa vào hoạt động anh chị khách hàng nhé. Giá trị bất động sản của khu Nam Sài Gòn đang tăng lên từng ngày, và như anh chị biết là thời gian vừa qua giá thép và giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng rất là đột biến. Nên anh chị nào muốn sở hữu thì nên sở hữu ngay trong giai đoạn này, tại vì giá nó sẽ còn tăng lên từng ngày nữa. Thì tháng 7 này chủ đầu tư An Gia sẽ mở tháp C. Tháp C là một tháp đẹp nhất tại vị trí trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, ngay cổng chính của vào trung tâm hành chính luôn. Thì từ cao tốc Sài Gòn Trung Lương chị rẽ phải vào, chị gặp cổng chính là ngay vị trí dự án, giống như trước mặt anh chị thấy đây đó. Rồi anh chị vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị trực tiếp đến dự án và nhà mẫu của dự án Westgate để mình tìm hiểu những căn hộ mẫu như thế nào, rồi vị trí bàn giao của dự án như thế nào, tại đây nó sẽ giá trị như thế nào, chắc chắn nó sẽ tăng trong tương lai anh chị ạ. Hãy mua ngay hôm nay còn sớm, hay là anh chị đợi tới khi mà giá trị nó tăng anh chị mua, đó là quyết định lựa chọn của anh chị. Ngoài cái dự án này thì An Gia sắp tới sẽ triển khai những cái dự án đình đám khác tại Bình Dương nè. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm, hoặc là tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái dự án sắp tới sẽ triển khai luôn. Và ngay chính quận 7, chủ đầu tư An Gia tháng 6 này sẽ bàn giao cái dự án Sky 89, và tháng 11/2020 vừa rồi là bàn giao dự án River Panorama, và được rất nhiều anh chị khách hàng đón nhận, và đã những nhà đầu tư họ sở hữu tại căn hộ River Panorama họ đã bán ra gần như là gần full giỏ hàng chuyển nhượng rồi anh chị. Chất lượng rất là cao cấp, khi mà những khách hàng nhận bàn giao thì họ thấy rất là tuyệt vời khi sở hữu cái căn hộ này. Vâng, Giang xin hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate. Xin chào anh chị khách hàng.